Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 8, khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có khoảng một cơn bão đổ bộ vào đất liền. Trong thời gian này, trên phạm vi cả nước cũng sẽ tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 6 đến tháng 8 phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời điểm. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7. Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, mùa lũ năm nay ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào khoảng tháng 8. Còn tại khu vực Nam Bộ, từ tháng 6 đến tháng 8, có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ 3 đến 5 đợt lũ.